Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Đầm Hà. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2019. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phát động phong trào chống rác thải nhựa. Phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019. Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao châu giống cho hộ thanh niên nghèo, cận nghèo xã Quảng An và xã Quảng Lâm. Ngày 16 tháng 10, huyện ủy Đầm Hà tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng thi tuyển dự và phát biểu khai mạc. Tham gia kỳ thi có 7 thí sinh, trong đó 3 thí sinh thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, 4 thí sinh thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường. Đối tượng dự thi là cán bộ công chức, viên chức trong quy hoạch, chức danh tuyển chọn, đang công tác tại cơ quan đơn vị, có nhu cầu bổ nhiệm, cán bộ công chức, viên chức trong quy hoạch, chức danh tương đương, đang công tác ở cơ quan đơn vị khác thuộc huyện, có chuyên môn phù hợp với chức danh, có nhu cầu bổ nhiệm, cán bộ công chức, viên chức không trong quy hoạch, chức danh dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền đề cử. Các thí sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh dự thi. Nội dung thi gồm 2 phần, thi viết và trình bày đề án. Người tham gia dự thi phải đạt tối thiểu 50 trên 100 điểm ở phần thi viết mới được tiếp tục tham gia phần thi trình bày đề án. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng thi tuyển nhấn mạnh, thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tổ chức các kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý đối với khối giáo dục y tế. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên huyện tổ chức kỳ thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo cấp phòng. Đồng chí bí thư huyện ủy đề nghị các thí sinh làm bài với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện tốt nhất năng lực của bản thân. Đối với hội đồng thi tuyển, cần thực hiện nghiêm túc quy chế thi, quy định của cấp ủy, ban thường vụ trong công tác cán bộ, đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch trong thi tuyển, chuẩn bị chu đáo và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi. Vừa qua, tại khu định cư thôn Làng Ngang, xã Quảng An, Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa và ra quân làm sạch vệ sinh môi trường năm 2019. Dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và đại diện tỉnh đoàn. Để cùng chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện kêu gọi các tổ chức cá nhân, cơ quan đơn vị, các cấp hội đoàn thể trên địa bàn tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân về tác động tiêu cực của rác thải nhựa, túi ni lông tới môi trường sống và sức khỏe con người. Nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong việc tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị ở cơ quan, đơn vị, cũng như đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Các hội đoàn thể tích cực vận động hội viên, đoàn viên thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, giỏ mây, che đan khi đi chợ. Tích cực tuyên truyền vận động người thân, gia đình, bạn bè thực hiện nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Tổ chức các chiến dịch ra quân bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa trên địa bàn dân cư, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các thành viên trong gia đình tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom phân loại rác thải, trong đó có rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy để xử lý theo đúng quy định, không vứt rác thải nhựa bừa bãi ở nơi công cộng. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, đại biểu các xã thị trấn và đông đảo đoàn viên hội viên, các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn huyện đã đi tham quan, khu trưng bày các sản phẩm, mô hình được tái sử dụng từ nhựa và các sản phẩm thân thiện với môi trường, tham gia xây dựng bồn hoa bằng chai nhựa, trồng hoa và dọn vệ sinh môi trường tại khu tái định cư thôn Làng Ngang, xã Quảng An. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đầm Hà vừa phối hợp với khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Ngày hội thu hút 300 tình nguyện viên tham gia. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Đầm Hà đã trở thành phong trào xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Với tinh thần hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn huyện tích cực tham gia hiến máu với tinh thần cao nhất. Kết thúc ngày hội hiến máu nhân đạo đợt 2, toàn huyện Đầm
Lâm Hà thu được 123 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng. Toàn bộ số máu trên được chuyển đến ngân hàng máu tại các bệnh viện để cứu sống người bệnh và giúp ngành y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu. Được biết, trong đợt 1 năm 2019, các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu và thu nhận 168 đơn vị máu. Như vậy, cả hai đợt, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã thu nhận 291 đơn vị máu vượt chỉ tiêu của tỉnh giao. Hiến máu nhân đạo là một trong những hành động cao cả, là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của người Việt Nam. Qua hoạt động này đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng sâu sắc của Hội Chữ thập đỏ huyện Đầm Hà nói riêng và của cộng đồng nhân dân sống trên địa bàn huyện nói chung đối với công tác hiến máu cứu người. Chiều ngày 16 tháng 10, tại xã Quảng An, tỉnh đoàn đã tổ chức lễ trao trâu giống cho 13 hộ thanh niên nghèo, cận nghèo tham gia mô hình nuôi trâu cái sinh sản thuộc chương trình giảm nghèo của tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Tham dự buổi lễ có các đồng chí thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo tỉnh đoàn. Mô hình nuôi trâu sinh sản tại xã Quảng An và xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà do tỉnh đoàn làm đơn vị chủ trì được triển khai thực hiện với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng từ nguồn vốn thuộc chương trình giảm nghèo của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, 13 hộ thanh niên tham gia mô hình, trong đó 9 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ mua trâu giống. Mỗi hộ một con trâu cái sinh sản với số tiền 15 triệu đồng. Phần đối ứng còn lại, các hộ tham gia mô hình cam kết thực hiện và đảm bảo các điều kiện về chuồng trại, chi phí thức ăn, thuốc thú y và các chi phí khác trong quá trình chăn nuôi đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo tại địa phương. Ngoài ra, các hộ tham gia mô hình còn được hướng dẫn cách làm chuồng trại, xử lý môi trường trong quá trình nuôi trâu, kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc trâu một cách khoa học, đảm bảo trâu giống phát triển tốt. Đây là một chương trình mang ý nghĩa thiết thực của tỉnh đoàn. Thông qua chương trình hỗ trợ này sẽ giúp cho các hộ thanh niên nghèo, cận nghèo của xã Quảng An và Quảng Lâm có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, giúp các hộ tham gia mô hình nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững và góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngày 18 tháng 10, xã Quảng Tân đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Toàn xã có 247 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Hơn 2.000 con lợn đái, lợn thịt và lợn con buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng là 49.361 kg. Trong đợt vụ này, có 157 hộ chăn nuôi bị thiệt hại được chi trả với số tiền hỗ trợ là 1.852.994.000 đồng. Đây là những hộ dân đầu tiên ở xã được nhận tiền hỗ trợ theo quy định. Số tiền chi trả cho các hộ dân bị thiệt hại được cấp từ nguồn dự phòng ngân sách của huyện. Các hộ chăn nuôi bị thiệt hại còn lại sẽ được xã chi trả tiền hỗ trợ vào đợt 2 sau khi danh sách hỗ trợ được huyện phê duyệt. Việc chi trả hỗ trợ nhằm giúp cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã kịp thời khôi phục và ổn định sản xuất chăn nuôi. Đối với những hộ đã nhận tiền hỗ trợ, xã tiếp tục khuyến cáo bà con đưa một số đối tượng chăn nuôi mới như gia cầm, thủy cầm vào chăn nuôi để phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình Đầm Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.